Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Thủy về thông tin kịp thời này. Và ngay trong sáng sớm ngày hôm nay thì Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến chỉ đạo tại hiện trường trong vụ cháy này. Tại đây thì Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đi lên các tầng trong tòa nhà xảy ra cháy để kiểm tra và đánh giá nguyên nhân của vụ việc. Các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng cùng với các đơn vị chức năng tập trung tìm kiếm kỹ tất cả những phòng trọ, khu vực khe kẽ giáp ranh giữa nhà trọ nơi xảy ra cháy với những nhà dân xung quanh để cứu hộ cứu nạn người dân nào còn mắc kẹt. Cùng với đó tập trung lực lượng điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo về hỗ trợ thân nhân, gia đình các nạn nhân trong công tác hậu cháy.